thì hiện tại mình đang đứng tại một cái cuộc thi chim của Hiệp hội Chim Trà Mào Việt Nam. Thì bây giờ cũng sắp tới giờ thi đấu chim rồi. Thì các bạn của mình vào bên trong để xem cái cuộc thi chim này như thế nào nhé. Các bạn theo mình nhé. Đây là khu vực đăng ký để lấy số báo danh. Theo mình quan sát thì muốn tham dự cuộc thi này thì mỗi người phải mua một cái vé để vào cổng, có nghĩa là mua một cái mã số đó để tham dự cái cuộc thi. Thì một vé nó là 300.000 đồng một vé. Hôm nay mình đem mấy con đi thi à? Một con. Một con hả? Em ở đâu tới? Bình Dương. Bình Dương. Đây là một cái cuộc thi chim rất là lớn nha các bạn. Đó thì tất cả các khu vực ở khu vực miền Nam đó, các tỉnh thành ở khu vực miền Nam đó đổ về đây. Đó như các bạn thấy ha, rất là đông. Nghệ nhân đã sắp đến giờ khai mạc buổi lễ và các chiến binh của chúng ta đang ổn định ở vị trí ở bên dưới đất và mời anh em trọng tài chúng ta quan sát và hỗ trợ anh em nghệ nhân ổn định các chiến binh của mình. Một lần nữa tôi xin mời tất cả anh em nghệ nhân chúng ta bước ra khỏi khu vực bên ngoài khu vực sàn kèo thi đấu. Xin mời tất cả các anh em nghệ nhân chúng ta bước cách xa ngoài khu vực thi đấu và buổi sáng hôm nay thời gian thi đấu sắp bắt đầu. Xin mời tất cả anh em nghệ nhân chuyển chim vào trong ổn định và bước ra khỏi khu vực thi đấu để cho ban trọng tài cũng như tất cả các anh em điều hành ở buổi sáng hôm nay làm việc tốt để cho các chiến binh của chúng ta thi đấu tốt nhất. Thưa tất cả các anh em nghệ nhân, hiện tại còn một số lồng chim các anh em đang móc ở bên kèo phụ, đó là kèo dự phòng, và chúng tôi sẽ thi đấu ở khu vực kèo trung tâm, kèo chính ở bên này, không thi đấu ở khu vực kèo dự phòng. Mời tất cả các anh em nhanh chóng di chuyển qua bên khu vực kèo trung tâm. Khu vực kèo trung tâm và chỉ đúng 5 phút nữa chúng tôi sẽ khai mạc hội thi. Và thưa quý vị và các bạn, giải đấu của Hiệp hội thi đã bắt đầu khai mạc thì chúng tôi sẽ không nhận thêm lồng chim của bất cứ nghệ nhân nào với bất cứ lý do nào. Và chỉ còn 5 phút nữa thôi, xin chân trọng kính mời tất cả các anh chị em đã tiến tới để tham dự giải đấu thường niên của Hiệp hội Trà Mào miền Nam. Và lần này tổ chức tại Văn Miếu Trấn Biên, xin mời tất cả các anh em nghệ nhân chúng ta nhanh chóng di chuyển vào trong, ổn định vị trí cho các chiến binh để các chiến binh của chúng mình có vị trí thi đấu tốt nhất của ở buổi sáng ngày hôm nay. Xin chân trọng kính mời. Ở phía mặt trước của ban tổ chức còn một hàng kèo, có một hàng kèo anh em nghệ nhân chưa để chim vào, và chúng ta thi đấu là bốn hàng kèo, chuẩn là bốn hàng kèo. Thưa tất cả anh em nghệ nhân, ở buổi sáng nay chúng ta sẽ thi đấu ở khu vực kèo trung tâm trước mặt của khu vực sân khấu, và chúng ta sẽ thi đấu bốn hàng kèo.
Xin mời tất cả các anh em nghệ nhân chúng ta nên trắng một hệ bốn hạt kèo. Ở bên phía thế này có một hạt kèo thôi tất cả anh em. Thưa tất cả anh em đã đến giờ khai mạc và xin trân trọng kính mời anh em nghệ nhân đang ở đứng ở bên phía trái và phía phải của mặt sân khấu. Chúng ta xin mời di chuyển về khu vực mặt tiền ở phía trước và anh em nghệ nhân ơi, mình các chiến binh của mình ở trong khu vực thì đề nghị anh em nghệ nhân chúng ta bước ra khỏi khu vực thi đấu để cho giải đấu của chúng ta được nghiêm túc và thành công. Và thưa quý vị và các bạn, và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng hướng mắt về phía sân khấu chính để đến với giải đấu thường niên của Hiệp hội Trà Mạc Việt Nam tổ chức tại trung tâm Văn Miếu Trấn Biên. Và đã đến giờ khai mạc một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị thành viên ban tổ chức chúng ta về ổn định vị trí danh dự của mình để buổi lễ khai mạc được bắt đầu. Và lần cuối cùng ban tổ chức chúng tôi xin nhắc nghệ nhân nào còn để chim nữa phía bên ngoài, sau khi chúng tôi đã làm lễ khai mạc chúng tôi không nhận lòng với bất kỳ lý do gì cho dù nghệ nhân đó đã có số danh. Đến giờ thi đấu ở khu vực hàng kèo này, chúng tôi yêu cầu khán giả ở khu vực hàng kèo này di chuyển ra bên ngoài khu vực thi đấu. Và trong thời gian thi đấu, chúng tôi xin nhắc lại theo nguyên tắc của hiệp hội, tất cả anh em nghệ nhân bước vào khu vực thi đấu, chúng tôi sẽ xin phép hạ chú chim đó trực tiếp. Và ở khu vực đó thì vui lòng các anh em chúng ta ở gần khu vực thi đấu nhất vui lòng di chuyển ra sau khoảng một bước để cho các chiến binh của tất cả các anh em nghệ nhân nói chung cũng như chiến binh của mình được thể hiện được thái độ thi đấu tốt nhất. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các anh em. Và các đồng đài sau khi đã mong dắt cả các chú chim lên sào, chúng ta các đồng đài ra ngoài vị trí và ban tổ chức chúng tôi quyết định cho các chú chim ổn định 2 phút ổn định chim bắt đầu. Các trọng tài chúng ta vào vị trí. Chúng tôi xin nhắc lại, các trọng tài sau khi hạ chim của bản mình thì chúng ta sẽ lấy hai đầu theo chiều dài của sào, chúng ta dời vào lỗ trống mình đã hạ chim, rồi sau đó mình sẽ di chuyển theo hướng tay phải của mình.
tài chú ý. Vòng 1 còn 1 phút nữa. Mấy em hỗ trợ chuẩn bị thu giấy kết quả. Đã kết thúc vòng 1, các trọng tài chúng ta cho kết quả. Sau đây, Luân, em phân công anh em nào chỉ chuyên đi lấy giấy giùm anh thôi nha. Thu giấy giùm anh đem về. Kết thúc vòng 1 có các chiếc chim sau đây bị loại. Chiếc chim 062 518 297 063 176 403 503 275 043 169 097 068 245 118 313 123 022 009 046 008 và chú chim cuối cùng 165. Và ở vòng 1 này có chú chim 516 có địa long, nhưng thái độ thi đấu rất tốt, chúng tôi quyết định giữ lại. Đã kết thúc vòng 2, các trọng tài chúng ta cho kết quả. Kết thúc vòng 2 có các chú chim sau đây bị loại. Chú chim 311 104 172 237 299 079 050 251 217 244 404 066 016 416 037 256 045 và chú chim cuối cùng ở vòng thi đấu số 2 150. Kết thúc vòng 3 có các chú chim sau đây bị loại. Chú chim 081 218 56 516 316 121 160 294 241 335 532 120 207 163 405 035 134 527 070 017 071 100 229 094 031 111 145 125 015 430 Và ở vòng này có hai chú chim thì có điện long nhẹ nhưng thái độ chơi rất tốt, là chú chim 246 và 276, chúng tôi quyết định giữ lại. Đã kết thúc vòng 4, các trọng tài chúng ta cho kết quả. Các chú chim tạm dừng cuộc chơi ở vòng thi đấu số 4. 054 110 531 303 214 305 083 060 128 263 259 036
270-221-410-093-0. Và chú chim 052 cũng là chú chim cuối cùng bị hạ ở vòng 4 này. Và kính thưa các anh em, ở vòng này có chú chim 166 tuy có xỉa lông nhưng chơi thái độ rất tốt, chúng tôi quyết định giữ lại. Đã kết thúc vòng 5, các trọng tài chúng ta cho kết quả. Các chú chim tạm dừng cuộc chơi cụ thể như sau: 012, 036, 12, 192, 171, 238, 205, 415, 243, 260, 076, 31, 301, 411, 421, 265, 278. Và chú chim 278 là chú chim cuối cùng rớt ở vòng thi đấu số 5. Ở vòng này có chú chim 075 tuy có để lâu nhưng thái độ thi đấu rất tốt, chúng tôi quyết định giữ lại. Và kính thưa các anh em nghệ nhân, theo tiêu chí của Hiệp hội Trồng Màu Việt Nam thì từ vòng 6 trở đi chúng ta sẽ tiến hành loại những chú chim yếu. Anh em mình quan sát chim mình chơi thì cũng quan sát những chim xung quanh. Chim mình còn chơi nhưng chơi thái độ chơi yếu hơn những chim xung quanh, chim mình vẫn bị loại. Và xin cảm ơn. Đã kết thúc vòng 6, các trọng tài chúng ta cho kết quả. Kết thúc vòng thi đấu số 6, các chim bị loại cụ thể như sau: 001, 196, 182, 065, 080, 233, 091, 187, 0960, 029, 001. Và chú chim 960 là số 096. Và chú chim cuối cùng 074. Con 13 tấm nước chúng tôi là hạ tình chính. Thank you.
4 thì như các bạn hồi nãy giờ cũng đã xem sau bây giờ thì là sau 16 vòng thi đấu thì ban giám khảo chọn ra được 60 chú chim. Xin mời chủ nhân chiếc xe 60A09393 chúng ta dời xe để các nghệ nhân ở bên trong lấy xe dùng. Xin cảm ơn. Thì ban tổ chức chọn được 60 chú chim này. Thì 60 chú chim này đã đoạt giải nha các bạn. Thì sau trong 60 chú chim này sẽ được dự một cái giải siêu cấp tiếp theo. Thì hiện tại bây giờ thì đang cái vòng kế tiếp thì cái ban giám khảo sẽ loại tiếp 10 chú chim và chọn lại 50 chú chim. Và các bạn bây giờ thì các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Thì sau hơn 2 giờ thi đấu thì trọng tài là trọng tài cũng rất là mệt rồi, ai cũng mệt hết rồi, nhưng mà những chú chim chúng ta thì rất hăng say, đang thi đấu tích cực. Vòng tròn có 50, còn 1 phút nữa đề nghị các nhóm trọng tài chúng ta tổng hợp kết quả. Và xin lỗi anh nghệ nhân, sau khi chúng tôi đã công bố kết thúc vòng thi đấu thì những chim nào có xảy ra lỗi hoặc lỗi lầm hoặc đừng lên chơi ché trẻ chúng tôi cũng không tính điểm, cũng không trừ điểm, cho nên chúng ta lưu ý. Vòng thi đấu tròn có 50 đã kết thúc.